là Thanh đây. Thanh lại tiếp tục quay lại với lại series những sản phẩm tốt cho sức khỏe người cao tuổi trong gia đình chúng ta. Và tiếp theo đây, Thanh xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Đây, Thanh đưa gần cho mọi người xem nha. Đây chính là sụn cá mập của Costa, Shark Cattily của Costa. Nói về sụn cá mập thì chúng ta có rất nhiều nhãn hiệu của Úc, như là của Hershey Care, của Blackmores, rồi của Costa nữa. Nhưng mà hiện tại thì cái hiệu Costa này á, thì mọi người có cái review cho Thanh là cái review là sử dụng á, thì khá là ok, khá là ưng ý với cái sụn của Costa này. Đó là cảm giác là thấy hiệu quả hơn, hiệu quả rõ rệt. Bên trong hộp giấy thì có một cái lọ to như thế này, cái lọ trong, và đây là cái viên thuốc sụn cá mập bên trong cho mọi người nha. Cái viên thuốc sụn trắng như thế này. Một lọ sụn cá mập này là có 365 viên. Sụn cá mập á, thì nghe tới tên thôi mình cũng nghĩ tới sơ sơ cái công dụng của nó rồi đúng không? Cái công dụng của sụn cá mập này á thì là giúp mà chúng ta là giảm đau xương khớp, giảm duy trì cái sức khỏe của xương khớp nè, rồi giảm bị viêm xương khớp, giảm bị thoái hóa khớp. Đặc biệt là những cô những chú mà từ 40 tuổi trở đi đó, thường những cái cơ khớp gối, khớp chân, khớp tay á thì sẽ bị đau, sẽ bị khô, thì cái sụn cá mập này nó sẽ hỗ trợ là chống viêm, chống đau nhức và chống thoái hóa khớp. Để mà khi mà chúng ta đi lại, chúng ta vận động những cái khớp gối của chúng ta đó, nó sẽ trơn tru hơn và nó sẽ dễ chịu hơn. Thì như vậy thì những người trưởng thành, những người vận động nhiều, như là những bạn mà đá banh tầm 30 tuổi đi, những lần mà các bạn bị chấn thương rồi á, bị chấn thương xương, chấn thương khớp đó, ở chân nữa, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái sụn cá mập này để mà nuôi dưỡng cái khớp của mình trở khỏe mạnh trở lại. Thì cái sụn cá mập này nó có rất nhiều cái công dụng về vấn đề xương khớp, nhưng mà đặc biệt nữa nó còn một công dụng nữa, đó chính là nó bổ mắt nữa. Trong cái thành phần của sụn cá mập này đó là có chứa chất tronrotin mang lại độ ẩm cần thiết cho giác mạc chúng ta, rồi cho con mắt chúng ta dễ chịu hơn, đỡ mệt mỏi hơn khi mà tiếp xúc với lại ánh sáng nhiều. Và đặc biệt nữa đó là trong cấu trúc mắt của chúng ta đó thì sẽ có những lúc mà sẽ không có mà ổn định, thì cái sụn cá mập này nó sẽ giúp cho mắt chúng ta ổn định hơn, khỏe mắt hơn. Như là sụn cá mập này nó vừa giúp cho xương khớp của chúng ta khỏe mạnh và vừa giúp cho mắt chúng ta khỏe mạnh nữa. Cái hàm lượng của Costa Shark Cattily này là hàm lượng 750mg nha mọi người. Đây, cái hộp nó thì bên này, còn bên trong á thì nó như thế này. Hàm lượng này là hàm lượng 750g, là một cái hàm lượng cao nhưng mà vừa thích hợp để cơ thể chúng ta hả sử dụng hàng ngày, chứ không phải là cao quá hoặc là bị thấp quá chúng ta phải sử dụng nhiều. Thì một ngày á, nếu mà người trưởng thành tới với người già mà lớn tuổi rồi á, sử dụng chúng ta có thể sử dụng từ 2 tới 3 viên. Còn những người mà gọi là những người còn trẻ tầm 30 hơn, chỉ là vận động thể thao nhiều, thì chúng ta có thể sử dụng một ngày một viên cũng được. Nó là sử dụng hỗ trợ. Còn nếu mà chúng ta gặp những vấn đề về xương khớp thì chúng ta nên sử dụng từ 2 tới 3 viên mỗi người nha. Một lọ như thế này là 365 viên. Nếu mà sử dụng một viên thì tròn đúng 1 năm mới hết. Còn sử dụng 2 tới 3 viên thì phải coi nửa năm hoặc là hơn nửa năm mới hết được một lọ. Hiện thì giá của bên Anybaby á thì khoảng là từ 600 hơn một xíu cho tới khoảng mà dưới 700 mọi người nha. Tại vì cũng tùy lúc là hàng có sale hay không, hàng sale nhiều hay sale ít, và thời điểm đó là bên vận chuyển cái giá cả như thế nào. Có những lúc mà giống như là dịch corona vừa rồi đó, thì cái giá vận chuyển từ Úc về đã tăng khá là nhiều. Bình thường á
là chỉ có 10 đô một ký thôi. Nhưng mà sau dịch á, thì là cái giá vận chuyển tới 15 đô lận. Nên mỗi một lúc á, thì sản phẩm về á, giá nó sẽ không có mà giống nhau 100%. Nên các bạn nếu mà muốn hỏi giá của bên Thanh á, thì các bạn có thể comment dưới video này hoặc là lên trang Facebook của Thanh, đó là Anybaby Hàn Quốc Sóc Tay, hoặc là trang Instagram anybaby.ius để mà có thể mà nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh để mà hỏi cái giá là hôm nay các bạn đặt sản phẩm này thì giá về tay là bao nhiêu, hoặc là đang có sẵn ở store thì giá bao nhiêu, Thanh sẽ báo cho các bạn chính xác giá hơn. Và hàng của bên Thanh luôn luôn là hàng về mới nhất và đắt xa nhất mọi người nha. Như cái sản phẩm Thanh đang cầm đây thì cái đắt cực kỳ ra nha, mọi người có thể thấy nè, cái đắt này là tháng 2 năm 2023, có nghĩa là hạn sử dụng còn tầm 3 năm nữa. Đây là cái hàng mới nhất mọi người nha, nên không lo gì vấn đề đắt ở Anybaby. Cam kết luôn luôn bán hàng đắt xa, hàng mới nhất đắt xa, và giá luôn luôn cập nhật giá tốt nhất cho mọi người. Vào những thời điểm mà Thanh lấy được hàng, Thanh sách về được hàng, vận chuyển về được hàng, giá tốt như thế nào Thanh sẽ để mọi người tốt như vậy. Chứ Thanh sẽ không bao giờ mà để một cái giá cao rồi những lúc sale lớn hay là vận chuyển thấp xuống Thanh vẫn để giá đó thì không có mọi người nha. Thanh nói tới đây thôi, hôm khác Thanh lại review khác những món khác cho mọi người. Bye bye mọi người.